bà đã mong thăm TV sớm của bọn ông ở lên đài sân cùng YouTube Facebook các ngày tham gia chụp chơi xem còn tham gia bà mong thăm ở đâu vật bồ tị thăng bà vật bồ tị thăng thật nào không mà thấy anh hỏi sọc là sạch khẹt chọc chăng anh em mong thăm ở bên to video chung là bồ nhiều tu sơn nào thêm nào các bạch tục ngộ tham gia là bảo vật bồ tị thăng hơi nữa đây rùa phep rùa phep côn mà co chừng ngày bọn bồ nhiều đằng đằng cho những bồ nhiều cho là tu sơn nào đang ở khnén nào là ruộng tục ngộ này hay bọn bồ complete ช่วยแจกช่วยสปรายดําให้บ่งทอมทีวีพ่องดําให้ตัวนําวิดีโอทําให้บ่งบ่นอย่างดังอักเนี่ยจังไห้สมช่วยว่าไงบ่งเทอมมาทีวีสินจาวตักกะก็บางจาวฟานนําออยู่เหมือนไงงัวบ่งทอมมาดําก็มากระจองคงเวียงจั่วปูที่ทั้งถูกสาแท้งหอยเวียงเกสัตตินสกจังอ่ะบ่งเทอมอะไรกับเนี่ยติ๊กตกลิ้นบักกองถุงโลงจนไอ้ไงงัวจั่วปูที่ทั้งส่งชื่อให้ญาติมันมุ่งบิ๊กที่กุ่งอยู่บ่งเทอมบ่าวบนจ่องได้แซมอ่ะซึ่งมากระญาติมัน Nhà mà trước khi vào bên trong thì nhà mình nhớ cho Dũng Thơm mỗi một lượt đăng ký hoặc là follow để tiếp tục theo dõi trên kênh video của Dũng Thơm TV ha. Xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bye bye. Mời cả nhà. Chân này xong cho nhau ổn nhân ạc này. ตามบ่งทอมบ้านจูนมาดารวงจูก็นะบ่งบ่นนะเราบ่งบ่นเคยเราตาก็กับปุ่งเลยจับก็เดิมอะไรเงี้ยคัดเราก็บาดจุกเจ้าบ่นนะจับตากระบังฮะเจ้าพานมวยเหมือนไงงอที่หิงไต ยิ่งเพิ่มทีวีตามก็มักไอ้จงเนี่ยแกโปรตีนทั้งไงฮะหิงไตที่จูกุ้งดังเฉ็นเสือเราหลอกจ่ายย้ำเลยที่แกได้ตับเยอะก็เนี่ยแกคุ้งด่าวางทันก็เนี่ยได้เรียนที่ซัดนะ là chiếc ghe đã tập dượt còn phía bên kia thì cái nhà mình đang nhìn thấy qua văn ha cũng đã như là hoàn thành rồi cái nhà rất là đẹp cái nhà quá tuyệt vời luôn cái nhà rất đẹp ha một bộ nhầm mơ cái bạch nhọc hàng một cục máy nó hơi nào để phát lên tình tôi chết đây bọn bộ cầm click chuối cô lỗ chuối spray ơi bọn thông tùy phong này là mấy tuần nào với đồ mày mày nhà mình nữa thay đổi để ai chưa đăng ký thì đăng ký cho Dũng Thơm TV mỗi một người một đăng ký ha. Chiếc ghe bên đây thì cái nhà mình nhìn thấy xong hết rồi nè. Để cái phần thêm miếng mẹp tay dành này cũng như là cái phần lái cái nhà xong hết rồi đó nha, rất đẹp ha. Hiện tại là anh em lại tiếp tục cho bạn thiện á. Năm ngày thôi hơi nấu dân bảy tháng ngày thôi hơi nấu ổn định tôi tính đấy như này là một ngày nữa là hoàn thành đó cả nhà rồi còn giảm giá lại chút đỉnh nữa thôi chương trình phòng thông chỗ ngầm ôn tàu hàng mốc này mơ lên các bạch hàng mốc sẽ là hình của cả phần hoa lân lại sẽ ăn và thì cũng thấy sự đưa lên phần đầu trang trí rất là đẹp ha. Vậy thì mời cái nhà mình tiến hành việc phía trước á. Nhà mình ai chưa đăng ký thì đăng ký cho Dũng Thơm TV một được đăng ký cũng như chia sẻ đam mê á. Nhà mình đang nhìn thấy trang trí phần đầu cũng đã hoàn thành rất đẹp. Đây là phần lái ghe ngô cũ của nhà cũng đã xong rồi đó, chỉ còn có sơn phết để chắc chai lại mấy cái kẻ này như là xong rồi đó. Bọn buồn khơi nhà xây tuột chá này là nó thấy chọc cho lúc ấy thế hơi này tuột tuột mặt hết rồi xa tới bọn buồn rồi quá đẹp luôn nha. Đây là chiếc duy nhất đại diện cho viện cái sách nha, để tham gia giải đấu mở rộng lần thứ 6 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đăng cai đã hoàn thành xuất sắc ha, 100% luôn rồi đó cả nhà. Chỉ còn có chỉnh sửa phần vai văng lại một chút thôi. Là kiểm tra lại cái như là kiểm tra đó. Lộ con khăn cá bạch nó còn thêm
lại nằm toàn mà nó thay một bài rồi còn hơi rồi hơi rồi đấy ở lầu đôi chia rụp hiệp nó khoảng một vòng ổn thời nè nằm đi vật phố thì thắng mình rụp hiệp còn lệnh mày học bà co còn bà co ở Việt Nam còn thùng luôn hơi ói nè lầu chen cả mò phần hơi nó lại nghe tua nó hàng tơ so vọt bồ tì lăng hiện tại dậm lên cái nền màu đen ở phần dưới cái nhà phần đường ghe để cho hoàn thành đó dậm lại là cho nên là xong rồi nó cái này chỉ còn cái chỉnh sửa màu đen lại thôi cái khúc bên dưới này thì nó màu trắng bị pha nhiều quá cả nhà. Tại thì anh em thợ quét lại cho nó đều lắp lên thì là tới phần trước rồi luôn anh nói dân có bỏ hoa màu nó hơi nè bánh một lớp bị cổm thế là bánh màu đấy thế này còn cả bạch hơi ói nè việc nào tệ khoai khoai được tua chết nè phần dưới thì còn dưới lường thì còn bắn thêm một lớp màu đen nữa nha cho nó bóng ở phần lường dưới rất đẹp nha. À, ta mong muốn nè, đây nó khoảng một đền tình tuổi tiếp. Cồn bạc co. Việt Nam thì thuồng luồng. Hôm nay cồn bạc co. Cồn nâng có test ai lệp nâng mong muốn nè. Cồn nâng tay tầm mẹn đó là cầm phùl bèo vì hìa. Tầm bổ lạ. Tầm bổ là tầm chi vía cho nó mò nó. Cho vì bổ cho nó mà khinh lệp. Lại nha. Nét mà khúc nó khoảng cả ba lần là bằng ôn khơi nhé à, mời về nhà mình phía trước để xem thợ đang lót ở phần dưới đường à, lỗ tổng hoàng mức là lỗ chèn cầm phùng tới bành nó khoảng quạt màu nó còn có bát nữa. Đang bắn một lớp đen thế ạ bắn một lớp lại cho nó đen ở phần dưới nha bánh mà chọn mau chứ bánh mà chọn mau dọn lại cái phần trắng này hết nè tại lúc trước có sơn một lớp trắng nó bị pha loãng bây giờ bắn lại màu đen hết nè này là bánh màu nhưng mà cho anh màu nó chích lại màu nè là phấn đây bài mà khẳng định bằng ổn nhưng khơi hay nè lâu nó tệ anh em anh chôn trọt tất các bạn chôn lên và chôn trọt tất cái chọc lao quý và cái nhà lợp nhé nó ơi trong khách làm chỗ rồi tất cả nào sáng muộn và tàu cho bạch ni mong huynh kinh sát đến lớp bẩn này là còn chét chai lại cái nhà chiếc này còn chét chai rồi mới vô dầu rồi hết thì chú cũng có chia sẻ đó nhưng là hoàn thành hết rồi đó chiếc này cũng đóng hình như là thợ danh lâm đóng hình như là năm nào rồi cũng quên lẫn cũng trang tục ngô danh lâm bọc cài lệnh để quân minh
của mình của nhây. Giờ chỉ còn cái chép chai là nó sẽ khạch thay chôi chọc choi của em mình thấy không ổn. Quá đẹp không cả nhà, xa tao mong muốn bực sắc nét cả nhà. Một hàng này không ai bằng ổn này, vọt bồ đi thất lăng. Cái này nó tích tiếp hơi nè, nó nên tích tiếp. Sau đó nó sẽ mở cái nó quý, tại nhà nó khoảng thêm. Giờ sợ không ai bằng ổn này. Lâu kèn cũng bánh nha, bò hào bát gồm nó sẽ tục không ổn. Ở đang bắn phần lượng khói mịt mù luôn nha. Đó. Giá mình đem cam đi gần sợ nó bị dính cam khó lau lắm nha. Người ta đang mở quạt cho nó hút hướng về với góc bển nha. Còn phần bật là hạch làm bây giờ phần mùa cho hàng kết chen nó. Mình bò không màu tới hơi nha. Đầu này nè. Quá đẹp nha. Ở đây tên chữ Wat Polithlan đó nha, đó cũng rất là chữ nổi rất là đẹp đó nha. Tông màu vàng, chữ phần sau là màu xanh rất đẹp ha. Ruột cha này nó khỏe chưa mà tập tiếp hơi ái bằng luôn á. Lậu nó còn lớn nó cờ chuột mọt hơi ái nữa. Nào tại chọc cho hay bỏ xem á thay chôn cho tức. Mình hẹn rồi kịp lại bay nhà bọc máu là cho lạc camera. Không dám đi gần sợ nó bị dính cam nha. Nó cũng tới đây cái này cũng phun lẻ nha. Thì chỉ phun một lớp xương thôi. Nãy giờ còn bánh mà lớp là mổm tại mà mình mà cho anh thôi. Hẹn 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 vòng thông hẹn tôi chích lại cho lạc lại camera đó mà mơm khơi. Cũng cái phần này rất là lẻ nha, bắn rất là lẻ lắm. Chỉ có bắn phớt qua cái là nó đen nè. Đó, rất là đẹp hết nha. Bóng lưỡng luôn. Tiếp hơi oi bằng bốn bữa nay một ngày nữa là xong hoàn thành phần ngoại gian thì thợ đang giảm giá lại một số chi tiết người ta còn nhiều nhất là cái phần màu đen ở dưới thôi chứ không còn bao nhiêu nữa đâu. Còn cái giảm giá chỉnh sửa lại thì còn rất là ít. Rồi đấy bằng bốn cũng tu sơn á nữa lậu nó tại có màu nó khoảng bát cộm chờ ta nó khoảng lớn nó hẹp tí chứ. Nó còn là cái này thêm tinh tuyệt cho nó bạch hay nó phạch phạch thêm. Cũng phun tới đây cả nhà, phun màu đen tới đây nè. Còn một chút nữa là xong hết rồi. Nó có phát đan nữa mà ổn nó tích tiếp hơi nó càng bò màu bạc cộm. Nó càng bên xay nó hơi ói bằng ổn nè. À đó nè, mình cắt bò hơi ói nè. Cũng có xong hết rồi cả nhà.
quá đẹp rồi đó các bạn. Đó. Phần đuôi phần gì đó có quả tiết coi như là rất đẹp ha. Để qua bên kia coi xong chưa ha. Đây cũng đã xong hết rồi đó các nhà. Đó. Cũng đã hoàn thành là 100% rồi. Cũng thợ cũng chia sẻ chỉ có còn cái dậm giá lại một chút chi tiết nhỏ nữa thôi. Kiểm tra như là kiểm tra lại toàn bộ đó, coi chỗ nào nó không có đẹp thì chỉnh sửa lại là coi như là xong ha. Nó là cái hai tiết đó bạn quên đấy. Qua đó bộ thịt lăn làm nàng rồi sọc sạch. Thì tụt cá bạn quên đấy. Cái này là tục sa mạp hồi còn gọi là còn hạt nô lơ tu không nói sa nọc đẹp rồi đó nha. Hiện tại chú đang vô cái keo AB để gọt rồi chỉnh sửa lại ha, rất là đẹp các nha. Đó phần đầu này cũng đã mài dũa rồi xong hết rồi đó. Ngày này mò men kết vua hay bằng ổn hả bạn mà ly cà phê đá tiết đấy. Đó, hiện tại thì cũng đã bắn màu đen ở phía phần dưới sông rồi nha. Đầu non cổm bát cả thôi nha, bánh hơi cái màu này bọt màu và bánh hơi anh chừng thấy phòng thống có phát video tầm này sẽ nào cũng bằng ổn nhận ngọt nè để tẹt sản lời kênh phòng thống TV nó chụp chi sẽ đầy một cái lấy cùng thích chui chạy lái chui surprise là bởi là tuôn là video thầm mây. Để cả chun po với trong cái là có vật phụ trợ lẫn chụp chi sẽ đầy một con lọt nằm thầm mây này nằm ở phía phần thấy buồn và thành chân xong quân một ổn hay bye bye. Vì thôi thì cũng thơm mà cũng xin tạm dừng cũng chúc cho đội ghe ngô phụ trợ lẫn 2024 đặt thành tích tốt đem về vinh quang cho quê hương cho bổn sóc cho nhà chùa. Hiện tại thì cũng đã xong cái phần lót màu đen ha, thì cũng còn giảm giá lại một chút thì cũng thơm mà cũng xin tạm dừng bye bye cái nhà mình rất nhiều.